Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với loạt bài hướng dẫn về lập trình mạng Java Blockstack Insight. Mình là Việt. Ở bài hôm nay thì mình sẽ bắt đầu giới thiệu cho các bạn về cái kiến thức RMI. Thì trước hết là chúng ta nói về Distributed System trước. Thì Distributed System thì nó là Việt thì nó là hệ phân tán. Tức là hệ phân tán là làm gì? Thế là khi chúng ta muốn tính toán một số việc mà nặng chẳng hạn, thì chúng ta phân phân cái việc tính toán này ra thành nhiều máy. Thì có thể là mô hình client client mô hình client server hoặc là mô hình peer to peer chẳng hạn, thì đấy là một số cách. Ví dụ như client server thì có nghĩa là có một ông server nằm ở giữa, xong rồi ông client muốn tính gì thì yêu cầu ông server ấy tính xong rồi gửi về. Hoặc là ví dụ như peer to peer thì có thể là các máy chia sẻ các cái công việc tính toán ấy cùng nhau. Thì đấy là về cái distributed system. Thì trong Java thì cái cơ chế này thì có thể chúng ta thực hiện qua socket được, nhưng mà có một cái chuyên biệt để sử dụng đấy là RMI. Thì RMI thì nó là distributed system nhưng mà cái tải của nó cũng nặng, nó vì thế mà các bạn có thể đọc trong cái specs, trong cái phần giới thiệu của Android thì người ta cũng đã bỏ RMI đi trong Android, người ta không dùng đấy bởi vì nó nặng so với cái mobile platform. Thì đấy là một số cái vấn đề mà liên quan đến 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 distributed system. Thì RMI được sử dụng với mục đích đấy. RMI là viết tắt của Remote Method Invoke, thì dịch ra thì có thể hiểu là gọi các phương thức từ xa chẳng hạn, thì có thể hiểu là như thế. Thì nó tuân thủ theo mô hình client server. Thì các bạn hãy vào Google, các bạn search RMI Oracle này chẳng hạn, thì các bạn sẽ thấy các cái link đây. Thì mình click vài link, các bạn thấy chúng ta có một cái overview đây, chúng ta click cái này. Hoặc là ví dụ như Getting Start đây chẳng hạn, thì nó có những cái hướng dẫn trên mạng, nó có rất nhiều cái hướng dẫn khác nhau của RMI. Tuy nhiên mình nghĩ là nó chưa có một cái hướng dẫn nào cụ thể đối với Eclipse và chúng ta thực hiện nó một cách dễ dàng. Bởi vì ở đây người ta thường dịch theo cái kiểu là biên dịch này xong rồi copy rất nhiều thứ lòng vòng với nhau, thì các bạn mới bắt đầu đọc thì thường rất hay bị lỗi. Những người mà bắt đầu code với RMI thì rất hay gặp lỗi những cái exception mà không mong muốn, ví dụ như permission hoặc là về các cái liên quan đến vấn đề port chẳng hạn. Thì rất có nhiều vấn đề liên quan RMI mà các bạn mới bắt đầu hay gặp phải, thì mình hy vọng là qua loạt bài này các bạn sẽ không gặp những cái lỗi đấy. Tiếp đến là các bạn sau khi mở cái này, các bạn click vào overview đây, thì các bạn sẽ có một cái nhìn thấu đáo về RMI thì nó là cái gì, xong rồi hệ thống distributed system là cái gì, xong rồi nó có rất nhiều thứ. Thì nôm na trong cái hình này các bạn sẽ thấy đây, chúng ta chia làm hai 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 cái phe ở đây, client server. Thì ví dụ về cách mô hình cơ bản nhất là chúng ta chọc trực tiếp đến server lấy dữ liệu, thì ví dụ thế. Tuy nhiên có một số RMI thì nó cho phép chúng ta sử dụng một cái đối tượng gọi là RMI registry. Thì thằng này là có mục đích gì? Ông server này ông sẽ gửi một object lên đây, vứt một cái object lên RMI registry này, thì từ đấy thằng client connect vào cái registry này để lấy những cái reference object đấy về cho nó và tính toán ở đây. Thì có nghĩa là nó gần như kiểu các bạn có thể hình dung là nó copy class đấy về đây. Thì khi mà làm như thế thì cái thằng client này nó không cần biết gì về thằng thằng server này làm gì cả, nó chỉ cần gọi cái API của thằng server ở đây mà thôi. Thì đấy là cái RMI client. Thì đọc trong này thì các bạn sẽ thấy nó có rất nhiều thông tin, ví dụ như các bước để làm thực hiện chạy xây dựng application hoặc là các cái bước để chạy chẳng hạn. Thì mình tổng quát lại như sau. Thì các bước cơ bản để xây dựng một ứng dụng RMI có 3 bước. Đầu tiên chúng ta định nghĩa cái interface. Interface là cái gì thì tí code thì các bạn sẽ hiểu. Implement, bước thứ hai là implement cho cái server. Cái thứ ba là implement client. Thì chúng ta cần phải làm như thế, làm từng bước để xây dựng. Thì ở đây trong một số cái ví dụ đây thì các bạn sẽ thấy là người ta xây dựng ví dụ đây nha, các bạn sẽ thấy là ví dụ như đây là interface là hello này, thằng này cũng hello này, xong rồi thằng client cũng nằm trong hello. Thì như thế vô hình chung là các bạn mới bắt đầu thì nó không tách biệt giữa server client, giống như khi chúng ta làm việc với socket ở đây thì các bạn cũng thấy là mình tách biệt ra mô hình client và server rõ ràng để các bạn dễ hiểu. Thì chúng ta cũng sẽ theo cái mô hình này, RMI client và RMI server. Thì chúng ta sẽ làm như thế. Thì để chạy một cái ứng dụng
Để chạy một cái ứng dụng RMI thì chúng ta có những cái bước như sau. Đầu tiên là chạy RMI Registry. Cái này nếu mà các bạn đã compile vào trong code thì các bạn không cần thực hiện cái việc này nữa. Mình thì thực hiện cái việc này compile trong code luôn. Ngoài ra thì là tiếp theo chúng ta chạy server trước và chạy client sau, thì giống mô hình client socket. Thì các bạn sẽ thấy là ở trong cái hướng dẫn ở đây người ta thường là các bạn phải start cái RMI Registry ở đây. Thì mình compile của nó trong code của Java nên thành ra không cần thực hiện cái việc này, xin lỗi các bạn. Thì làm nó là như thế. Thì nôm na về RMI là như thế. Các bạn có thể tìm thêm các tài liệu khác và như một cuốn sách mà mình đã giới thiệu với các bạn lần trước là RMI, Java RMI chẳng hạn, thì các bạn có thể tìm đọc hoặc là các bạn tìm các tài liệu tiếng Việt. Mình thấy cũng có khá nhiều tài liệu tiếng Việt khác nhau mà mọi người đã viết, thì các bạn có thể tham khảo thêm. Hẹn gặp lại các bạn ở các bài hướng dẫn tiếp theo của Blockstar Insight.